Dễ thương quá, cảm ơn con gái. Cô bé 10 tuổi đến từ Sóc Trăng. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Con có cái mặt con rất là sáng, cái giọng ca của con cũng sáng. Mà khi con ca con có cái cảm xúc trong từng lời ca. Khi con ngân cái lời chót, con ngân con luyến lái cái chỗ đó rất là tròn, nó không bị gãy. Con đã làm chú ấn tượng trong câu hát đầu tiên. Dạ. Và có 10 tuổi mà làm được như vậy là khó lắm. Hát rất thoải mái tự nhiên, lên cao xuống thấp rất ngọt. Con biết những cái chỗ thấp mà con nít hát rất là khó, mà con xuống rất là tới, rất ngọt. Lúc mà con bước ra thì cô Việt Hương thấy là cô Bình Tinh hơi mệt mệt rồi. Cô Bình Tinh cũng lo, cô rướng người ra gì luôn. Mà con hát xong là bà xà người xuống liền. Bình Tinh bây giờ là kiểu lắm rồi, không còn nước nào để nói nữa hết. Bây giờ không biết con về đâu thôi. Dạ, tiết lộ cho ban giám hiệu biết luôn nha. Cô bé này không phải chỉ hát dân ca trữ tình hay đâu, hát nhạc nhẹ cũng hay luôn. À, căng thẳng. Căng thẳng, bên kia có người nhốt rồi. Hát thử một đoạn một cái bài hát nhạc nhẹ nào đó mà con thích, con vẫn thường hay hát á. Mẹ thương con có hay cho cô Việt Hương đồng ý. Chú đồng ý. Cô Thanh Hằng đồng ý. Đồng ý. Cô Đăng Trang cô đồng ý. Trời ơi, bốn sự đồng ý từ ban giám khảo. Bây giờ làm sao đây nè? Con cho cô hỏi ha. Dạ. Con yêu thích cái bộ môn nào? Con thích cái bài dân ca mà con ca đầu tiên, hay là con thích cái bài nhạc nhẹ mà con ca phía sau? Dạ cả hai. Cả hai. Cô Bình Tinh, cô có cách gì đó để thuyết phục bé để về lớp của mình hay không? Dạ có. Cô Tinh nghe cái giọng ca của con á, thì cô Tinh cảm nhận con có một cái nét ca giống như là anh Quách Phú Thành Quán Quân mùa 1. Bây giờ Bình Tinh nói, bây giờ nghe cái giọng nói của bé đúng là thấy giống bé Quách Phú Thành của mùa trước. Chị thấy là hát cái giống Chí Thiện đó. Yeah. Em chị. Nè, con nghe chú nói nè. Cô Bình Tinh nói con giống Quách Phú Thành Quán Quân của mùa trước đúng không? Nhưng qua lớp của chú sẽ làm con chính là Kim Anh. Bây giờ như này con ơi, con nghĩ rằng con sẽ phù hợp với lớp nào? Lớp nhạc nhẹ của chú Chí Thiện hay là lớp dân ca cải lương của cô Bình Tinh nè? Mời con. Dạ con chọn cô Bình Tinh. Mời con. Cha ấm ấm như vần thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu mùa. Suốt đời vì con xa nắng, ông tìm đồng sau bao nhiêu cha. Con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hỏi tuổi thơ bên cha, gian khổ người đêm chăm lo, mong muốn con được và cha nằm mơ con.
chiếc giọng đông đưa qua lời ru em à, mẹ đã theo chân con trên dạng nẻo sông hồ. Mẹ thương con từ lúc chưa lột lòng, từ lúc con mới tượng hình trong bụng mẹ, mẹ đã vui mừng khi con mái đồng lần đầu tiên. Sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ bừng thêm chút nữa, chắc là con khỏe nên con đạp con trồi. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Buồn nên mắt mẹ nghe không? Cái cảm giác khi mà bước vào trong chùa vào ngày lễ Vu Lan để cài lên trên ngực áo của mình một bông hồng màu đỏ là niềm hạnh phúc của bất kỳ người con nào, để nói với cả thế giới rằng tôi vẫn còn mẹ. Cho con cõng mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo tần nuôi con. Xin được giới thiệu tiếng hát của Minh Nhật. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con, cho con gánh mẹ đầu non. Cả lòng mẹ đã gánh con biên trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc trong thời gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất một mảng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con anh cả đôi vai, thân cò lăn lộn, sớm mai phai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lừa đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sao biến xa xao, con sao gánh hết cũng lao một đời. Mong lòng cài áo đúng nơi, đâu bằng bóng hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chỉ là con. Bằng bóng hiếu giữa trời bao la.
gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con con. Cho con gánh cả đôi vai, thân còn lặn lội sớm mai phai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lừa đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sao biến ra sao, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là người gái chính là con Xin chúc mừng Minh Nhật. Em đã chạm đến cảm xúc của rất nhiều khán giả cũng như là ban giám khảo cho tiết mục này. Và bây giờ thời gian dành cho 100 khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay cho ca khúc vừa rồi của Minh Nhật. Thời gian bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, cái hình ảnh mà con gánh mẹ trong cái câu vừa rồi nó thật sự chạm đến cảm xúc của chúng ta đúng không ạ? Bởi vì hình ảnh của những người mẹ gánh con trong những cái thúng để đi làm hay là đi ra ngoài đồng đã trở nên rất là quen thuộc. Nhưng mà đôi khi có mấy ai trong cuộc đời mơ ước và tự hỏi rằng liệu mình có thể gánh mẹ được bao nhiêu lần trong cuộc đời của mình? Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chia sẻ của 3 vị giám khảo cho tiết mục này. Hồi nãy thì Nguyên Khang có để ý là cô Ý Lan có hát theo cái ca khúc này và rất là cảm xúc. Xin mời cô chia sẻ. Con hát bài hát này với cảm xúc y như những gì mà cô cảm nhận được. Cô đã đứng dậy để vỗ tay cho con. Con đã làm một bài hát, nó đã sẵn đẹp. Bây giờ nó cộng thêm nữa với tình cảm, với sự yêu thương và mong mỏi của một người con làm lại được một điều gì đó cho mẹ mình. Mà bây giờ con còn bé, cho nên có thể là câu cuối cùng của bài hát con chưa cảm nhận được nhiều như cô. Nhưng câu cuối cùng của bài hát đối với cô là một cái điều, cái ý nghĩa đẹp nhất trong bài hát này. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cảm ơn cô. Cô chúc mừng con cho phần trình diễn vừa qua. Cô gọi đây là một bài hát và một trình diễn hoàn hảo. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Khi mà theo dõi phía dưới hàng ghế thì Nguyễn Khang cũng bất chợt nhận ra được một cái ánh mắt rất là cảm xúc của nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Khi mà mỗi Vu Lan thì lại cài những cái bông hồng màu trắng trên ngực áo. Không biết là cảm giác của anh như thế nào khi nghe ca khúc này? Vu Lan thì Dũng thường hay được mời hát ở nhiều chùa để hát cho bà con nghe. Nhưng mà mỗi lần đến mà họ yêu cầu Dũng là hãy chọn cái hoa để mà đeo lên ngực đi đó, mình không thích điều ấy. Dĩ nhiên là khi mình đeo màu trắng thì mình buồn, nhưng bù lại Dũng cũng không muốn chứng tỏ cho mình thấy, mọi người thấy rằng là mình đang buồn. Cái điều đó mình muốn giữ cho riêng mình thôi. Còn cái mình mang lại cho mọi người là mình mang đến niềm vui. Và hôm nay thì con đã làm một cái điều cũng tương tự như vậy. Có nghĩa là con hát một bài rất cảm xúc, rất cảm động, rất buồn ở một nghĩa nào đó, nhưng lại làm rất nhiều người vui. Và chắc chắn trong đó là có mẹ của con rất là vui. Và, dạ, con cảm ơn chú. Và điều đó nó quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác ở đây. Và vì thế, chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn chú. Từ nãy đến giờ thì những điều tốt đẹp nhất, những lời khen tặng của hai vị ban giám khảo thì họ nói rồi. Thì anh chỉ nói với em một câu thôi thế này:
với cái tuổi 15 của em á, có cái sự suy nghĩ là sau này sẽ là người kiếm tiền để thay thận cho mẹ. Đó. Không phải là dễ đâu. Anh là người cũng mồ côi mẹ, mồ côi cha luôn. Nên khi mà nghe em hát bài này anh rất là xúc động. Và anh nghĩ á, em còn có mẹ, còn nói được cái câu là em muốn làm ra tiền để thay thận cho mẹ. Còn anh thì dù có muốn nói câu đó hoặc là muốn mua cho mẹ một cái áo hoặc là tặng cho mẹ một cái gì nho nhỏ cũng không có nói được, vì mẹ của anh đã mất rồi. Cho nên nếu mà các em mà còn mẹ, hãy nói một câu nói con yêu mẹ lắm, chỉ như vậy hàng ngày thôi là mẹ của mình cũng đã rất là hạnh phúc rồi. Cảm ơn em. Dạ con cảm ơn em cảm ơn anh. Cảm ơn anh Vũ Hà đã chia sẻ cái cảm xúc của mình. Thưa quý vị, như vậy là với tiết mục cuối cùng thì Minh Nhật đã mang đến rất là nhiều cái cảm xúc để chạm đến trái tim của chúng ta. Và thưa quý vị, hôm nay cũng là cái ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Thì cho phép chúng tôi thay mặt cho ban giám khảo cũng như là ekip của chương trình Người Hát Tình Ca xin gửi những cái lời chúc nồng ấm nhất đến những người chị, người mẹ, người bà. Và rất mong là chúng ta sẽ luôn thật là khỏe mạnh để chi để có thể nhận được rất nhiều sự yêu thương từ những đứa con của mình. Chúng ta không hy vọng rằng con của mình sẽ gánh mình, nhưng ít nhất chúng ta hy vọng là chúng ta sống thật lâu để có thể được đồng hành trong cái chặng đường phát triển và thành công của con mình. Xin cảm ơn. Trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu, mẹ yêu con nhất đời, ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt xoe tròn, ôi bé kinh. Nhìn cha con cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tình giấc rồi mẹ chợt nghe vùng vẹt con nói câu mẹ ơi, chiếc môi men nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như phá hoa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con. Ngày đầu đến lớp mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường.
ngày ngày đến lớp, dần dần con quen bạn bè thầy cô yêu thương con. Bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Những khuya ôn bài con thơ, xót xa tìm mẹ biết bao. Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau. Ước chi con mẹ mai sau sẽ thành con. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về. Ấp trong giấc mộng nhớ bao tháng ngày, bé con hồn nhiên bên dáng mẹ. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Thấy con khóc hòa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc hòa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc hòa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Vâng, thưa quý vị, thật sự là Khang rất là xúc động khi nghe ca khúc này. Bây giờ đây thì để cho quý vị có thời gian chấm điểm, 100 quý vị khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo, thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Vâng, xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ đây thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng làm quen với lại 6 bạn nhỏ. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai đứng ở vị trí số 1, mặc áo dài rất là dễ thương. Xin chào con. Dạ, con chào chú. Con giới thiệu cho mọi người đôi nét về mình, con tên gì, con đến từ đâu? Dạ, lời đầu tiên con xin gửi đến là các quý vị ban giám khảo, các quý vị ban tổ chức và các quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Con tên là Nhật Minh và năm nay con 12 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thế thì ước mơ của con trong tương lai là con muốn làm gì? Dạ, ước mơ của con là làm ca sĩ ạ. Ca sĩ đúng không? Dạ. Thế thì cho chú hỏi là mẹ có vai trò quan trọng như thế nào, mẹ ảnh hưởng như thế nào với cuộc đời của con? Con không thể nào mà kiếm được người mẹ thứ hai. Mẹ con luôn có mặt trong luật cuộc đời của con. Và con có một điều ước là con và mẹ của con sẽ sống mãi bên nhau trọn đời. Rất là xúc động đúng không ạ? Con là cái người mà gây được cái cảm xúc cho chú khi mà con hát nghe cái câu đầu tiên. Con hát rất là cảm xúc. Cảm ơn con rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chàng trai này. Thì có lẽ là quý vị không còn xa lạ gì. Tại vì chú Khang đã gặp con chắc nguyên một mùa luôn rồi. Cho nên nhưng mà hôm nay chú thấy con cao lớn hơn, nhổ giò hơn rất là nhiều. Con giới thiệu về mình đi Vĩnh. Con xin chào ba vị ban giám khảo ạ. Và con xin chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong buổi tối hôm nay. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất ạ. Con tên là Nguyễn Đức Vĩnh. Hiện nay con là học sinh lớp 8 ạ. Đức Vĩnh, con quê của con ở đâu Vĩnh? Quê của con ở Bắc Ninh ạ. Thưa quý vị, đây là cậu bé đến từ Bắc Ninh. Và có một niềm đam mê rất là đặc biệt đối với quan họ. Đúng không con? Và... nếu mà chú nhớ không lầm thì mẹ con là người đã luôn đồng hành cùng với con để con có thể tập hát và hát được quan họ Bắc Ninh. Thì hôm nay thì có một điều là cậu bé này đã lớn hơn rất là nhiều cho nên là cũng đã bị vỡ giọng. Cái giọng nó cũng khác ngày xưa rất là nhiều. Nhưng mà không biết là chú có thể mời Vĩnh hát một đoạn dân gian đương đại cũng được. Con xin hát gửi đến mọi người một ca khúc dân ca đương đại mang tên Ngẫu Hứng Sông Hồng ạ. Tôi hôm
con sao bé bỏng của tôi lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa. Một ngày mùa thu theo cha qua sông, một ngày dòng sông đầy nắng và gió. Con sao sang sông bạt xa, con xin thương ai lội sông, lội sông tìm ai. Đây là chàng trai mà đã lấy nước mắt của tôi ít nhất 2 lần khi mà trên sân khấu để nghe phần thể hiện của bạn. Và hôm nay thì gặp lại con, chú rất là vui chào đón con đến với chương trình Người Hát Tình Ca. Và chắc chắn là mẹ của con cũng rất là hạnh phúc với những gì mà con đã cố gắng nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn con. Và đây là một cậu bé mà có lẽ là chú cũng rất là ngưỡng mộ con vì cái sự hiếu thảo của mình. Con có thể giới thiệu mọi người đôi nét con tên gì và đến từ đâu không? Dạ, con xin kính chào ba vị ban giám khảo và toàn thể các khán giả có mặt trong ngày hôm nay ạ. Con tên là Nguyễn Minh Nhật và năm nay con 15 tuổi. Nhật có thể cho mọi người biết là ước mơ của con là con làm gì và mẹ của con có vai trò quan trọng như thế nào với cuộc đời của con không? Dạ, ước mơ của con là trở thành một ca sĩ và có thể thay thận cho mẹ. Thay thận cho mẹ. Con có thể chia sẻ với mọi người một chút cụ thể hơn vì sao lại là thay thận cho mẹ? Mẹ con bị bệnh gì? Hồi trước khi sinh con ra thì mẹ con có bị bệnh thận, nhưng mà khi sinh thì bác sĩ mới phát hiện ra là mẹ con đang bị bệnh thận, nên là khi mà sinh thì bác sĩ có nói là một là cứu mẹ, hai là cứu con. Ba ở ngoài phòng mổ thì vẫn cứ mong là cứu mẹ, nhưng mà mẹ bên trong thì mẹ mong là con được ra đời. Cũng may là ông trời thương nên là cả hai mẹ con đều được bình an. Vâng, thưa quý vị, ba của cậu bé này đi chạy xe ôm. Và chàng trai này thì khi tham gia một cái cuộc thi thì ước mơ là sẽ có được tiền để mỗi ngày chạy thận cho mẹ. Thì cái câu chuyện của bạn thì nó cũng thật sự là rất là xúc động. Mà khi mà cá nhân của Nguyên Khang khi đọc cái bài viết về bạn và biết bạn tham gia một cuộc thi âm nhạc trước đó thì đã rất là cảm động. Và ngày hôm nay thì chào đón con đến với chương trình của Người Hát Tình Ca. Và chắc chắn một trong những cái điều khiến chú cũng rơi nước mắt là tại vì hôm nay con là một trong những người đã mang đến cái cảm xúc cho chú rất là mạnh với ca khúc về mẹ như thế này. Cảm ơn con rất nhiều. Xin chào con. Dạ, con chào chú. Con giới thiệu Modenet với mọi người, con tên gì đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho con xin gửi đến quý ban giám khảo, quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Con tên là Phương Trúc, năm nay con 13 tuổi. Ước mơ của con là gì? Dạ, ước mơ của con là được trở thành ca sĩ. Người mẹ có những cái kỷ niệm nào gắn bó với con như thế nào trong cuộc sống? Dạ, mẹ là, đối với con, mẹ là người quan trọng nhất. Tại vì mẹ luôn ủng hộ con trong con đường âm nhạc và mẹ luôn bên cạnh hỗ trợ. Và mẹ rất là quan trọng đối với con. Cảm ơn con rất là nhiều. Dạ. Xin cảm ơn con. Đây là cô bé mà có thể nói là cái mái tóc dài của bạn ấy là có điểm rất là thu hút với Nguyên Khang. Chào con. Dạ, con chào chú ạ. Con giới thiệu cho mọi người đôi nét về mình đi. Dạ, lần đầu tiên cho con cái kính gửi đến quý vị ban giám khảo và các quý vị khán giả ạ. Dạ, con tên là Trần Châu Kim Anh và năm nay con 13 tuổi ạ. Con 13 tuổi đúng không? Kim Anh, hôm nay thì khi mà con hát ca khúc Cảm Xúc, Nhật Ký Của Mẹ, thì cái điều gì con suy nghĩ về mẹ của mình? Dạ, đối với con thì mẹ là người quan trọng nhất đó đấy con. Và mẹ là người đã sinh con ra. Và con rất là thương mẹ con. Và mẹ con lúc nào cũng phải dành dụm tiết kiệm này nọ để mua đồ đẹp cho con hoặc là... Và lo cho con ăn học đúng không? Đến nơi đến chốn đúng không? Thật ra người mẹ nào trong cuộc sống thì cũng mong con mình những cái điều tốt nhất. Và hôm nay con hát ca khúc về mẹ cũng rất là cảm xúc. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ, cảm ơn.
Và đây là một cô bé mà có thể thấy là trong phần trình bày vừa rồi, cô bé rất là giản dị. Chào con giới thiệu đôi nét về mình. Dạ, lời nói đầu tiên, con tên là Nguyễn Phản Ngọc Giàu. Con xin kính chào ba vị ban giám khảo và quý vị khán giả đang xem ở đây và đang xem trên màn ảnh nhỏ ạ. Con tên là Nguyễn Phản Ngọc Giàu, năm nay con 11 tuổi ạ. Con có biết là một trong những điều đặc biệt của con là gì không? Là giọng nói với giọng hát của con khác biệt nhau. Hồi nãy con hát giọng khác và con nói bằng giọng rất là đáng yêu. Con có thể cho mọi người biết cái cảm xúc của con khi mà hôm nay con hát ca khúc Nhật ký của mẹ không? Cảm xúc của con là khi con hát những câu đó thì trong lòng con nó rất là thương mẹ, bởi vì là mẹ là người luôn luôn ủng hộ con trong tất cả các công việc con làm. Như là khi mà con đi học về á, con được điểm cao thì mẹ cũng rất là vui. Nhưng mà khi con đi học về mà điểm không được như mong đợi con á, thì mẹ con cũng cố gắng ủng hộ con. Và con suy nghĩ đến những lúc đó con cảm thấy rất là thương mẹ, bởi vì mẹ luôn luôn ủng hộ con. Mặc dù con có làm việc gì sai đi chăng nữa thì con vẫn là con của mẹ. Và mẹ luôn tận tình giải thích cho con là cái đó như là như thế nào, và cái đó có tốt cho mình hay không. Và mẹ luôn chỉ con lại những thứ con sai. Cảm ơn con rất là nhiều. Đây, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa làm quen với lại 6 bạn nhỏ trên sân khấu này. Và lúc này đây chúng tôi xin mời những cái chia sẻ từ phía 3 vị giám khảo đang có mặt trên hàng ghế của mình. Thôi cho con xin phép á, khi mà nghe bài hát này á, thì chú thấy các con á, mỗi người có một cách kể và hát về mẹ một cách khác nhau. Bạn Minh Nhật có một giọng hát già dặn hơn và rất là dày. Khi nghe thì chú cảm thấy cái tình cảm của con dành cho mẹ rất là nặng, rất sâu, rất đậm. Giọng ca của con cứ giữ cái nét như thế này thì chú bảo đảm với con là con sẽ trở thành một ca sĩ và sẽ rất là thành công. Cảm ơn chú. Còn bạn Đức Vĩnh, có thể là vì em đang bị bể giọng phải không? Cho nên là có những cái đoạn mà khi mà xuống thấp chú cảm thấy là con nó hơi chân vân một chút. Nhưng đến cái đoạn mà lên cao một chút chú mới thấy được cái bé Đức Vĩnh ngày xưa đó, rất là dễ thương. Còn bạn Nhật Minh thì giọng rất là nội lực nha con. Con hát rất là khỏe. Cách hát của con thì chú cảm thấy là nếu mà con hát về mẹ mà con hát nhẹ nhẹ một chút xíu lên thì nó sẽ hay hơn. Còn ba cô gái, chào ơi tao nói nó dễ thương chi mô. Ba cô gái con nhìn dạ. Cho cô nói đi. Rồi, cảm ơn Hà. Thế này, để cô Ý Lan nói về Ngọc Dầu trước nha. Ngọc Dầu, tiếng hát của con thì nó dõng dạc và nó sáng rất là tốt. Nhưng mà khi mà cái đoạn mà con bước xuống để con hát ở dưới này đó, con đi như là model. Con đi những cái bước đi rất là đẹp mà có chuẩn bị. Cho nên cô khen con là con đã chuẩn bị cho phần trình diễn của mình rất là kỹ lưỡng. Cảm ơn con với tất cả cái tình thương dạt dào con đặt vào từng câu hát của bài hát này. Dạ con cảm ơn cô ạ. Đáng lý là phải cháu cảm ơn bà thì đúng. Thôi không sao đâu, không sao. Lâu lâu cho bà trẻ chút xíu thì cũng được, không sao. Rồi bây giờ cô nói đến Kim Anh. Kim Anh lúc nãy nói bao nhiêu tuổi cưng ha? Dạ con 13 tuổi ạ. Cô yêu cái tuổi 13 của Kim Anh. Bởi vì khi Kim Anh hát, Kim Anh cho cô tất cả những cảm xúc cao độ nhất. Trong 6 thí sinh ngày hôm nay, khi mà Kim Anh cất tiếng hát, cái tình cảm mà Kim Anh lột tả qua bài hát này nó có một phần nào đó sự chín chắn. Cô chúc mừng cho phần trình diễn rất đẹp của con vừa qua. Dạ con cảm ơn cô ạ. Bây giờ mình nói đến Phương Trúc. Thật sự ra cô nghĩ hôm nay đã ba cháu gái của cô rất là đặc biệt, mỗi người một phong cách hát và trình diễn khác nhau. Cô tin rằng là ba con sẽ đứng vững và sẽ đi sâu vào thêm được vòng trong. Xin được cảm ơn danh ca Ý Lan. Và bây giờ xin mời thầy giám thị. Các con quá là tuyệt vời. Nãy giờ ngồi nghỉ hoài, không biết là bạn nào có thể ra đi được, bởi vì không muốn ai ra đi cả. Ba bạn nữ, ba bạn nam ở đây ai cũng tuyệt vời hết. Không biết ai sẽ là người chia tay, nhưng mà chắc chắn là người chia tay này dù là ai chăng nữa thì cũng sẽ thành công trong tương lai. Chúc mừng các con. Vâng, thưa quý vị, lúc này đây chúng tôi đang chờ đợi kết quả tổng điểm từ phía 100 khán giả và 3 vị giám khảo. Kết quả của chúng tôi chính là...
vị, một điều bất ngờ, một sự phá lệ của ban tổ chức và ban giám khảo của chúng tôi sau khi hội ý là do các thí sinh của chúng ta thể hiện rất xuất sắc, nên chúng tôi đã quyết định sẽ thay đổi điều lệ là sẽ không loại bất kỳ bé nào trong 3 vòng thi đầu tiên. Đây là một điều chưa từng có của chương trình Người Hát Tình Ca 2019 của chúng ta trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, sau 3 vòng thi, chúng tôi sẽ chia tay cùng lúc 3 bạn và 3 bạn còn lại sẽ bước vào vòng thi đơn. Như vậy, lúc này đây thì chúng tôi không muốn tạo lên áp lực đối với các bạn thí sinh của chúng ta. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng tôi không thể để 6 bạn của chúng ta thi cùng một lúc. Và cho nên là các bạn ở 2 vòng thi tiếp theo cố gắng, bởi vì chúng tôi vẫn tính điểm của tất cả các bạn. Được không ạ? Hãy cho chúng tôi thấy một tràng pháo tay lớn hơn nữa cổ vũ cho các thí sinh. Trời ơi! Trời ơi! Chị Tư! Chị Tư! Có sao không? Trời ơi! Chị Tư ơi! Ồ vậy coi! Đã nói bao nhiêu lần rồi, bệnh hoạn vậy mà còn làm công chuyện chi không biết nữa. Không sao, không sao. Ngồi xuống đi. Nó hơi trong mặt cái xíu rồi, để tôi dọn dẹp, tôi quét cho nó sạch. Mệt quá, dọn dẹp cái gì? Chị muốn dọn dẹp, quét đúng không? Để em làm cho. Cái mấy cái này để em làm. Rồi, làm đi. Nè. Bao nhiêu lần rồi chị Tư? Thôi thôi, chú ơi, qua ngồi chơi được rồi, qua ngồi chơi. Thôi, chị Tư, chị qua ngồi chơi đi. Để đi, chúc tôi khỏe. Trong mặt xíu không sao đâu. Sao, có sao không? Nãy không té sao, là có sao không vậy? Không, ghê luôn á. Đã nói với chị bao nhiêu lần mà sao chị không có nghe lời hai vợ chồng em gì hết trơn à. Cứ đi ra ngoài sân nè, đây này nè, đi ra ha. Rồi hú một tiếng thôi là hai vợ chồng em đi qua đây làm cho chị rồi. Ai hú? Bà hú. Hú không có nổi. Bà nghĩ làm sao vậy? Từ đây qua bên kia nguyên con sông dài vậy đó. Có bà hú thì được á. Nè, chú thím á, nhớ là tôi dặn nghe không? Qua đi chơi được rồi, đừng bao giờ gọi điện thoại nói cho hai đứa nhỏ con tôi biết là tôi bệnh không? Ôi trời ơi, chị này bởi vậy á, con cái cha mẹ bệnh là phải về. Bà chị yên tâm đi, chị dặn em rồi. Đừng có gọi cho đừng nó. Đừng có gọi, đúng rồi, em luôn luôn nghe lời chị, không có gọi đâu. Mới nhắn tin hôm qua. Cái gì? Chú nói thì bước ra kìa. Xin lỗi chị Tư, chị Tư. Chị sốc lắm đúng không chị Tư? Bình tĩnh chị Tư. Trời ơi, chết tôi rồi. Bước ra đây. Lăng chanh quá. Để cho hai đứa nhỏ trên Sài Gòn đó, nó lo nó ăn học đi. Thôi với chị Tư là chỉ buồn mình thấy chưa. Hèn chi ha ha, hôm qua cầm cái điện thoại ra cầu cá ngồi mấy tiếng đồng hồ. Cũng tại bà không á. Mua cái điện thoại xịn quá, có hai chữ về đây bấm tiếng hồ. Mệt quá. Đi thôi, xin lỗi chị đi, chị buồn bây giờ. Chị ơi, thôi đừng có giận em nghe chị. Sao, không sao. Nhưng mà chị yên tâm đi. Em nhắn tin mà tụi nó chưa đọc được tin nhắn. Tụi nó không có biết, không biết đâu chị. Tôi tin tưởng đâu thím đó nha. Thím đừng có nói nha chú thím á. Chị biết em là uy tín lắm mà. Không có gọi nghe không. Chị Tư, mà công nhận á, mỗi lần nhắc về hai đứa nhỏ chị Tư á, nó rất là ngoan ngoãn luôn. Em nói chị nghe, hồi sáng nay nè, em đi chợ để em mua thịt bò cho chị đó. Cái em livestream chị, xong cái em nói xin chào mọi người ơi, cả nhà yêu ơi. Xong cái hai đứa con gái của chị nó vô, nó coi đầu tiên luôn. Gặp người đó luôn hả? Lễ phép, lễ phép. Bây giờ nó dạ, con chào cô Tám. Cô Tám ơi, gọi tên con đi cô Tám. Cái em gọi tên tụi nó xong, cái nó hỏi, ủa cô Tám đang làm gì ngoài chợ vậy? Cái em cầm miếng thịt bò lên, thịt sáng thịt bò ngon lắm. Em cầm miếng thịt bò lên nói, nè cô Tám mua thịt bò về rồi xay ra nhuyễn ra nấu cháo cho mẹ con ăn. Giờ này bệnh nặng lắm rồi, nhai cơm làm gì nổi nữa. Không biết. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, thím làm như vậy là chết tôi rồi. Trời ơi, chết rồi là sao bây giờ hả chú thím? Rồi nó biết rồi, tụi nó lo, tụi nghẹp tụi nó mà. Không, không, không. Thôi chị yên tâm đi, không đâu. Trời ơi, chết rồi. À, ủa hai đứa sao biết mẹ bệnh nặng mà về hay quá vậy? Đọc báo không? Đọc báo không? Đúng báo rồi, nè. Chứ có ai gọi điện nhắn tin gì đâu mà biết. Thôi về. Đi về. Đi về nha, khỏe nha, chơi vui nha. Đi đường về mệt lắm không tụi con? Trời ơi mà, con Út, con đang vô mùa thi mà sao con về đây chi vậy con? Hả? Dạ, sao mẹ bị bệnh mà mẹ không nói cho tụi con biết? Có gì đâu mẹ bệnh. Bị thường thôi à, không có gì chứ. Mà bác sĩ nói gì vậy mẹ? Mẹ bệnh nặng không mẹ? Mẹ ăn uống gì chưa mẹ? Mẹ uống thuốc chưa mẹ? Mẹ, mẹ ăn sao vậy mẹ? Mẹ không sao. Hai đứa con của mẹ ngoan quá à. Tụi con yên tâm đi. Bác sĩ nói á, mẹ bị trúng mưa rồi cảm ho vài bữa là hết. Thôi à, ở đây mẹ nấu cơm cho tụi con ăn.
rồi chiều á. Phúc nào được mãi bên mẹ. Hay quá trời ơi, hay quá. Hay quá đi hai đứa ơi. Nãy giờ hai cô chú đâu có về đâu, núp ở ngoài kia nghe hay quá, chịu quá rồi. Ê khoan, để vô coi mẹ nấu ăn gì đồ phụ mẹ đợi quá. Trời ơi, hai đứa chỉ vô hát coi, hát khúc này nè. Mãi bên mẹ. Trời ơi, trời ơi. Bà Tư, bà xỉu trong bếp nãy giờ kìa. Tư xỉu rồi, yeah. Ôi, chết rồi, bị điên hả? Ôi, Tư xỉu rồi. Ông phải lên bệnh viện nha. Để cho cô chú lo. Hai đứa con ở nhà coi nhà đi. Mà soạn đồ nha. Cô Tám mà gọi điện thoại về cái là gom đồ quần áo lên bệnh viện với mẹ nghe chưa. Ở nhà soạn đồ đi. Cầu trời cầu Phật cho mẹ con không có chuyện gì xảy ra. Mà cũng tại em không á. Sao tại em? Chị đã kêu em về nhiều lần rồi, mẹ em cứ chần chừ hoài à. Chị mắc cười quá à. Bây giờ em mà không thi là mẹ còn la em nữa đó. Tại vì chị lo cho mẹ quá. Giờ sao vậy em? Sao đây chị? À, cô Tám về. Cô Tám ơi, mẹ sao cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám ơi, mẹ con sao rồi cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám ơi. Cô Tám ơi, mẹ con sao rồi cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám. Cô Tám. Cô Tám. Cô Tám. Chị Tư ơi. Chị Tư. Tuyệt vời và xúc động, một tràng hô tay thật lớn cho Kim Anh và Thanh Thủy. Và đặc biệt hãy dành một tràng hô tay với sự hỗ trợ của vũ đoàn Đam Mê và đặc biệt là nghệ sĩ Hồng Trang ngày hôm nay trên sân khấu. Phần đầu khi mà Nhi với lại anh Trung đã diễn xong cái phần đó mà nhạc vừa lên, lúc mà mẹ hỏi là mẹ có sao không, mẹ có mẹ sao không, mẹ không sao. Mẹ không sao, nhạc lên một cái là ông auto. Chị Hồng Trang làm một cái điều mà tất cả những bà mẹ này đều làm. Hồi Tết này anh về anh đi biển với mẹ thì mẹ bị san hô mà nó quẹt vô chân mà nó máu chảy mà nhiều. Thì anh cũng hỏi mẹ có sao không, mẹ nói không sao, chuyện nhỏ. Tất cả các bà mẹ đều chịu đựng và yêu thương con mình một cách vô điều kiện và không muốn con mình phải lo lắng quá nhiều. Cảm ơn tụi con và cảm ơn cô Diễu Nhi, Hồ Việt Trung và đặc biệt là diễn viên Hồng Trang đã mang tới một tiết mục rất là xúc động, nói lên được tâm hồn cao đẹp của những người mẹ Việt Nam. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Tiết mục đã chạm tới cảm xúc của chú và chú rất là thích giọng hát tụi con, thì không nói, ngọt ngào truyền cảm. Cảm ơn tụi con, ghét tụi con về điều đó luôn đó. Chú gì à? Chú gì chú ghét tụi con. Tôi rất là không thích coi những cái gì mà làm tôi khóc. Trời ơi mệt ghê. Ai sợ lắm. Sợ coi đúng không? Sợ cái lắm, kiểu thật sự rất sợ. Bản thân chú Lập nha, nhìn kêu chú vậy thôi chú còn trẻ con lắm. Sao mà nó trùng hợp? Nãy mẹ mới vừa gọi mà không nghe máy được tay quay. Mẹ của em bị gì là cho biết hết. Mỗi lần mà mẹ đau lưng á, thật sự là mẹ không có đau đâu. Mẹ lên á, là bởi mẹ đau lưng quá. Cái ngồi đấm đấm cho mẹ mà thật ra là mẹ không có đau. Dường như cái mình thấy đau lòng á. Những người mẹ cố gắng tìm đủ mọi cách để tiếp cận những khoảng thời gian mà còn lại ở bên con của mình. Chắc mẹ coi cái đoạn này xong thì mẹ chắc cười, con trai của mẹ cứ khóc cho truyền hình. Thực sự em rất là xin lỗi khán giả. Em hứa là em kiềm chế cảm xúc, nhưng mà thực sự khi mà càng nói em không kiềm được. Thôi bây giờ được rồi, mọi thứ đã xong rồi. Tụi con giỏi lắm luôn á. Giỏi. Tụi con giỏi về việc là tụi con kiềm chế được cảm xúc của mình. Vào trong vòng này rồi, tụi con phải hát bằng cảm xúc. Và tụi con đã làm được điều đó. Xin chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú ạ. Đến vòng này thì thật sự là cô đã được lắng nghe thực sự cái giọng hát ngọt ngào và quá đỗi là cảm xúc của các con rồi.
chúc mừng các con và nể anh Trung và chị Nhi có một tiết mục quá xuất sắc. Rất là nể anh Trung với chị Nhi á, biết sao không? Chị Hồng Trang là chuyên về bi kịch. Cái bắt đầu hang bà này chạy ra, không buồn nổi luôn á trời. Cho đến khi cuối cùng là chị Diệu Nhi ra, chỉ cần gọi một tiếng về người mẹ đó thôi là mọi thứ vỡ hòa. Cảm ơn sự trợ diễn của hai huấn luyện viên cũng như là chị Hồng Trang. Chú Trung và cô Nhi chia sẻ một tí xíu ha, cảm xúc của mình. Bây giờ tất cả quý vị khán giả đã biết chị Nhi ngồi đây để làm gì rồi đúng không? Một tràng vào tay cho Diệu Nhi. Yeah. Thực ra thì... Cảm ơn em. Thực ra làm thì sao? Nhiều lắm mà. Người ta không biết làm nhiều sau hậu trường lắm, cổ vũ tinh thần rồi. Chị các con cách như thế nào nhưng mà không ai biết hết. Nhưng mà không quan trọng. Từ từ mình sẽ chứng minh cho người ta biết mình sẽ làm được cái gì. Còn về phần có một cái khúc mà hai chị em trách nhau thì cái đó nó cũng là một cái lời nhắn nhủ của em dành cho mọi người. Hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Chúc mừng hai con, hết căng thẳng chưa? Căng thẳng lắm, tại vì hai con quen cái sự vui nhộn rồi đó. Đến khi vô tập hai con rất là căng thẳng luôn. Thôi được rồi, đi ra uống nước sâm rồi nghỉ ngơi. Lần này có đồ ăn gì không hả? Không đồ ăn gì hả? Anh hứa rồi mà. Lẽ ra là không có đồ ăn thì có khăn giấy chứ. Bởi vậy không có đồ ăn thì ít ra phải có khăn giấy cho mọi người. Rồi. Mà ở đâu ra đó? Ủa chỗ này đâu có ghi tên anh đâu. Đây là nơi công cộng, em muốn làm tụi em làm chứ. Khoan, người lớn không được đánh con nít. Được rồi, được rồi. Con nít hả? Trai con gái? Trai. Con trai con gái? Trai. Con trai con gái cũng kệ. Đi chỗ của tao. Bây giờ anh muốn làm với em chị đúng không? Để cho anh. Trời, bụng bự thế. Vô như thế nào? Đại ca hả? Dạ. Vậy đại ca xử lý làm sao đây? Địa bàn của tao thì sao? Chào đàn ông. Đàn ông, chào đại ca. Đây là chị của tôi, mấy chị không hiểu chuyện. Rồi sao? Tôi là đại ca, có giọng bỏ qua đi. Không bỏ qua. Giọng cho tôi diễn ở đây phải không? Không. Không cho diễn thì... sao? Thì sao? Thì tôi đây chết. Đây. Đứng đây. Lui. Sao? Quay. Rung. Cái gì mà rung? Đại ca mà rung hả? Đại ca ha. Nói coi. Ca đứa đại ca. Đại ca giang hồ ha. Quét mũi. Bụi đời ha. Có văn hóa nữa ha. Thương lượng nữa. Được. Nể tình đại ca. Hôm nay cho diễn một bữa nay kiếm cơm. Ngày mai biến vô khác, được chưa? Dạ. Chào đại ca. Chào đàn ông. Đại ca hay quá đại ca ơi. Đại ca mà thương lượng là trên hết. Đại ca giỏi quá đại ca ơi. Thôi mấy chị vô diễn đi, mấy chị vô diễn đi. Thôi đại ca, hôm nay cho nghỉ một bữa chứ mai coi đại ca. Nghỉ bữa có tiền đâu mà mua đồ ăn để ăn. Chị có bánh mì nè. Vậy thôi hôm nay đại ca cho nghỉ một ngày nữa thôi nha. Mấy chị vô người nghỉ đi.
sao tụi mình khổ vậy đại ca? Tại vì mình không có nhà cửa, mình là đứa trẻ mồ côi. Đại ca, vậy đại ca có biết mặt mẹ chị không? Đại ca còn biết mặt ba mẹ của đại ca nữa, làm gì biết mặt ba mẹ của chị? Tụi mình là những đứa trẻ mồ côi mà, làm sao biết mặt cha mẹ được? Hồi đó bà Tám lụm tụi mình về nuôi dưới gầm cầu này nè. Bà bệnh, bà mất rồi. Mọi người có nhớ bà Tám không? Nhớ chứ. Bà Tám như người mẹ của mình mà. Anh thầy nhớ bà Tám nữa. Anh thầy thương bà Tám nhất nữa. Không biết bây giờ bà Tám đang ở đâu nữa. Bà Tám mất rồi, ở đâu đây nữa? Nếu có một điều ước mới chị ước gì? Chị ước chỉ có một cái đùi gà, ngay bây giờ chắc ngon lắm đây. Còn chị hả? Chị ước có một bộ đồ đẹp ơi là đẹp luôn. Còn chị á, chị ước có thiệt là nhiều tiền à. Chị mua quà cho mấy đứa và cho bé Út đi học nữa nè. Còn chị ước có một căn nhà chúng ta ở, không phải ở dưới gầm cầu này nữa. Còn đại ca thì sao? Đại ca ước chúng mình có cha, có mẹ, không làm đứa trẻ mồ côi, lang thang kiếm ăn nữa. Cảm xúc đến từ bé Huyền Trang. Khi con hát cái bài vừa rồi á, rồi con diễn cái vai diễn này nữa nè, con cảm nhận ra làm sao với những người bạn mà đang lang thang ngoài đường? Con cảm nhất là những người bạn không có nhà cửa, không có cha mẹ, đi bán vé số ngoài đường. Mình thương các bạn đó phải không con? Dạ. Các bạn đó có hoàn cảnh không có may mắn được như mình, và hôm nay con đã làm rất là tốt. Chú Nghĩa thấy rằng các cô chú giám khảo đã rơi nước mắt vì tiết mục của con luôn á. Và xin hỏi ý kiến từ cô Thanh Hằng trước ạ. Cô cảm ơn Huyền Trang đã cho tất cả mọi người được xem một cái tiết mục mà con đã dắt những người đang xem để đi vào cái lời ca, cái cách diễn của con. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Tuy rằng một đứa bé rất là nhỏ nhưng mà con đã hòa quyện cái thoại, rồi con lại qua ca, rồi con diễn. Con làm cho mọi người phải xúc động hết. Rất là giá trị cái tiết mục này. Dạ, cảm ơn cô Hằng. Dạ, con cảm ơn giám khảo. Hôm nay là con đang bệnh đó, con đang sốt cao luôn đó, đó mà con diễn mà vậy đó. Chú Đại Nghĩa hỏi con, cái cảm xúc của con nói là
tuy là con còn nhỏ mà con hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của những đứa trẻ kém may mắn hơn mình. Không có cha có mẹ khổ lắm con ơi, mà lại sống giữa đường giữa xá giữa chợ đời. Những cô chú lớn tuổi mà ra giữa chợ đời còn phải khổ, đừng nói chi các con là những mầm non. Ở đây tất cả mọi người đều chảy nước mắt vì con. Con diễn rất là tốt. Và cái cô khâm phục hơn đó là tại sao một cô bé chỉ mới có 5 tuổi mà còn đang bệnh nữa. Tại sao con có thể cảm nhận sâu sắc cái tiết mục như vậy, để mà con biểu diễn được như vậy. Khi mà con hát á, cái rưng rưng cái nước mắt ở trong cái con mắt của con á, cái đó mới là cái làm cho tất cả mọi người tan chảy. Con hiểu không? Cho nên tất cả mọi người ở đây đánh giá rất là cao tiết mục của con. Coi như là sau cái tiết mục này thì những người mà thương trẻ con chắc chắn sẽ tìm cách để mà giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh như con. Và chắc chắn sẽ không để cho các con ngủ gầm cầu như bài hát vừa dựng vừa rồi. Và hy vọng rằng mình sẽ có rất là nhiều những nhà tài trợ với tấm lòng vĩ đại để luôn luôn lo cho các con. Cảm ơn tiết mục và ý nghĩa quá tuyệt vời. Dạ con cảm ơn ban giám khảo. Một lần nữa chúc mừng con nha, tiết mục thành công. Dạ con cảm ơn ban giám khảo. Rồi chạy vào trong nè, nghỉ ngơi nè, hôm nay con hơi mệt nè. Đi cái tướng này ghét không? Không? Bước ra như một ca sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ cất giọng lên hát thiệt hay cho giám khảo nghe nha. Không còn con sông nước dâng tràn lên bãi bờ. Anh về quê em khắp nơi như là biển khơi. Chập chờn mái chinh ngồi lên giữa ngọn chiều dâng. Những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh. Bao ngày trôi qua lũ cao dần thêm nữa rồi. Không còn nhận ra tiếng ai đi tìm người trôi. Mẹ ngồi dưới mưa tay ấm ấm tre lạnh cấm. Sớm làng chìm chung bao la nỗi đau này. Ôi nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao dâng theo bao nỗi sầu đau. Ôi nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê. Đây là một em bé 10 tuổi rồi. Và không phải chỉ đi học không thôi đâu, mà bé muốn phụ công việc với ba, có thêm cái nguồn thu nhập. Cho nên là hàng đêm bé cùng với ba có đi hát ở những cái quán ăn, những cái nơi mà có đông người đó, để có thêm thu nhập cho gia đình. Tức là con bán với ba cái gì? Dạ con bán kẹo kéo. À, tức là không phải mình hát ở sân khấu mà mình hát ở chỗ những cái quán, rồi người ta nghe mình hát hay, người ta mua kẹo để giúp đúng không? Con hát như vậy được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, hồi từ con 3 tuổi. Vậy là có thâm niên nghề nghiệp là 7 năm rồi đó. Lúc đó 3 tuổi rồi con lúc đó con biết gì đâu mà con hát. Dạ thì cha dạy. Tôi có tật tự trong bụng mẹ thì lớn lên không có gì làm hết, cái học được cái nghề làm kẹo kéo. Thì hôm nay con thân và mẹ đầu tiên con đã về đây cùng nhiều và cùng quá cùng gia đình và đi. Con đi bán với cha lâu rồi. Con thấy cha cực khổ. Sau về học con xin cha, con đi bán phụ với cha để giúp phụ cha được phần nào. Bé thích hát giống cha lắm. Thì bé nói cha ơi dạy con hát. Thì tôi mới quyết định là dạy cho bé hát. Nhà cha dạy cho con hát nên con biết rất là nhiều bài hay. Mỗi khi con hát các bạn thường vỗ tay cho con rất là nhiều. Nhà con có 5 người, 2 em trai với cha với mẹ với con. Con thích nhất là bữa cơm ăn chung với gia đình.
ngồi chung với gia đình con thấy rất là vui. Hồi đó giờ con chưa đi thi chương trình gì hết, thì nhà con không có tiền mua đầm đẹp như các bạn khác. Tôi biết rằng chặng đường sắp tới sẽ đầy chông gai và vất vả, nhưng tôi tin vào cái nghị lực đam mê của tôi và con gái tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm, để lo cho gia đình và con cái tôi sau này không còn khổ như cha nó nữa. Rồi ba con có ở đây không? Dạ có. Con có muốn hát chung với ba không? Dạ muốn. Muốn vậy hả? Mời ba lên luôn được không con? Dạ được. Trước đây thì em cũng được đi theo những cái đoàn hát, những đoàn hội chợ. Sau này thì khi có bé thì thấy bé thích hát rồi dạy cho bé hát lần lần. Cảm ơn hai cha con. Hai cha con đi hát với nhau thường xuyên, hình ra hòa giọng nhau cũng rất là hợp. Yeah. Theo cái ý kiến riêng của Trang á, thì thử tài siêu nhí á, là mình mở rộng cho tất cả các bạn đến dự thi. Các con nhiều độ tuổi khác nhau, nhiều thành phần khác nhau. Yeah. Gia đình các con có điều kiện hay là không có điều kiện, nhưng mà các con có cái lòng đam mê ca hát, rồi ở nhà được ba, được mẹ, được anh chị em dạy cho mình, thì cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên với một cái hoàn cảnh như là bé Tiên á, với lại ba của mình á, thì đối với riêng cô Đăng Trang, và cô Đăng Trang nghĩ là các cô chú ở đây sẽ khuyến khích những cái tiết mục như con được phát trên TV á, để cho các bạn được thấy là con không có nhiều điều kiện như các bạn nè, rồi ba cũng không có phải là lành lặn để mà lo cho con được tốt, mà tụi con với ba ở nhà vẫn tập luyện với nhau, vẫn lên trên đây thi thử tài siêu nhí, vẫn hát, vẫn yêu đời, thì cái đó là cái động viên không phải của mọi người dành cho tôi, cho con với ba, mà chính con với ba động viên cho tất cả mọi người là luôn luôn có những cái hy vọng trong cuộc sống. Cho nên đối với cô thì cô đồng ý cho con bước vào vòng trong. Với chú Thanh Bạch thì sao ạ? Chú Thanh Bạch đồng ý, ủng hộ. Cô Thanh Hằng và chú Hoài Linh cũng vậy. Xin chúc mừng con nha. Dạ, con cảm ơn ban giám khảo. Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi, mau trả sư phụ đi cho ta. Hồng Hải Nhi. Cá còn hỉ độc kia. Ngươi có tài cán bao nhiêu mà dám xông vào động của ta hả? Hồng Hải Nhi, năm xưa ta giặc cha của con hai giờ là ngu Mai Dương, từng kết nghĩa huynh đệ, hai giờ đáng lý ra con phải gọi ta là chú. Quang Đường, mẹ ta nói cha của ta là đi theo hồ ly tinh rồi, ta không có cha. Bậy. Hồng Hải Nhi, mẹ của con quả thiệt là không biết dạy con đó mà. Câm miệng, ai cho phép ngươi dám bình luận về mẹ của ta? Con của ngu Mai Dương đấy sao? Nè nhóc con, nể tình con còn nhỏ, ta tha cho con đó. Hãy mau trả sư phụ lại cho lão tôn, bằng không ta sẽ đánh sập cái hang động này. Mạnh dữ. Tuy ta còn nhỏ nhưng ta có lửa khôn hồn, thì biến ra khỏi đây mau, nếu không ta sẽ phun lửa đốt ngươi cháy sắp mặt bây giờ. Hồng Hải Nhi, lửa trên lò luyện đen của Thái Thượng Lão Quân, lão tôn ta còn không sợ, thì huống chi là lửa của tên nhóc con.
hỉ mũi chưa sạch như ngươi làm gì được lão tôn hả? Chờ xem. À. Lâu la. Lâu la. Lâu la đâu? Tại sao để ta la lâu quá vậy? Dạ. Đại dương. Trời ơi, người ta đang ngủ mà tự nhiên kêu giật ngược à. Thôi, tôi vô ngủ tiếp đây. Lính chán gì mà suốt ngày ăn với ngủ à. Mau ra đây, đốt cháy cái không khí đồng này cho ta. Hãy xem đây. Không hay nghi. Hai. Ôi da, sao cho nó nết gì kỳ vậy? Người ta đâu rồi nha? Hãy xem đây. Không phải nghi. Để ta coi ngươi còn muốn gì. Không hay nghi, không được hỗn láo với Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát, ta không còn biết, không ai được phép xen vào chuyện của ta. Hãy xem đây. Thả ta ra, thả ta ra. Hồng Hài Nhi, người có biết mình vừa gây phải tội lớn? Hãy mau theo ta về Nam Hải tu hành. Không, ta không chịu, thả ta ra. Mẹ ơi, cứu con. Kìa, Hồng Hài Nhi. Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát, xin người hãy nhủ lòng từ bi mà tha cho Hồng Hài Nhi còn non dại. Quan Thế Âm Bồ Tát, mọi tội lỗi ngày hôm nay là do thét phiến công chúa con đã gây ra. Vì hận chồng phản bội, con đã gieo vào đầu trẻ thơ những suy nghĩ không hay. Để giờ đây con thơ cứng đầu khó dạy, tính khí thất thường. Con xin Quan Thế Âm Bồ Tát hãy tha lỗi cho Hồng Hài Nhi. Con dạy cái mang, con xin Bồ Tát hãy tha cho con của con. Hồng Hài Nhi. Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu xin người hãy để tôi nhận lấy tội lỗi này. Đúng vậy, mọi tội lỗi ngày hôm nay vợ chồng con sẽ thấy Hồng Hài Nhi chịu phạt. Xin Quan Âm Bồ Tát, xin Quan Âm Bồ Tát mà. Ngô Ma Dương, thiết phiến công chúa, Hồng Hài Nhi là một đứa trẻ háo thắng và ngỗ nghịch, ta phải đưa về Nam Hải dạy dỗ một thời gian, cho đến khi nào con ngoan ngoãn và biết vâng lời, ta sẽ con trở về với cha mẹ. Và kể từ bây giờ, ta sẽ gọi Hồng Hài Nhi là Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài, con hãy mau đến chào tạm biệt cha mẹ lần cuối đi con. Cha mẹ. Hồng Hài Nhi. Con không muốn xa cha mẹ đâu. Hồng Hài Nhi, cha cũng không muốn xa con đâu. Cha xin lỗi vì đã không bên cạnh dạy dỗ con nên người. Hài Nhi, kể từ ngày hôm nay cha mẹ không ở bên cạnh con.
con nhớ phải ngoan ngoãn nghe theo lời Bồ Tát, chăm chỉ học hành và tu luyện. Mai này hy vọng có ngày gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Cha, mẹ. Ông ơi, Nhi. Cha ơi, mẹ ơi, trước đây con ngỏ con quậy phá tâm linh, không nghe lời cha mẹ. Bây giờ con hối hận lắm rồi. Cha, mẹ. Không hài Nhi. Thật ra là Đào Duy phải mạo muội giữ tất cả những diễn viên lại ở đây là để mong muốn được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả. Đầu tiên là Nguyễn Phúc và Trang Tuyền. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của Nguyễn Phúc, Trang Tuyền. Tiếp theo là Thái Duy và Hoài Tân. Thái Duy và Hoài Tân thì là hai người đã rất là quen thuộc rồi. Còn ngoài ra các thành viên của Vũ đoàn Phương Việt, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin được cảm ơn tất cả các diễn viên của Vũ đoàn Phương Việt cũng như là những diễn viên trợ diễn. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời. Trời ơi, chắc. Trời ơi, sao đồ gì mà đẹp dữ vậy con? Mọi thứ trong tiết mục này sao đều mà đồ đẹp, gì mà đẹp dữ vậy? Ờ, cái gì vậy cô Trang? Trời ơi, tranh thủ vậy là không, bây giờ phải selfie. Bây giờ phải selfie thôi. Tại vì đồ này là biết đi thuê hay đi mướn hay là đi may đó. Đi may hay đi gì vậy? Ai chụp giùm tấm hình coi. Dạ rồi. Cái gì vậy trời? 1 2 3 giờ nguyên cái dàn gia đình người ta đứng đó ổn thỏa trơn rồi, kế bên có Quan Âm Bồ Tát rồi, tự nhiên bây giờ có bà Trang bây giờ mới đứng dòm, tưởng bà là con yêu nhìn nhện không.
Giống không? Thấy không? Trời. Công nhận không em? Khoan, tự nhiên tóc tai xõa rũ rượi đứng cái đó. giống yêu nhìn nhện không tụi cưng? Được, giống. Đóng cái vai yêu nhìn nhện là phải hợp tu luyện, phải học bao nhiêu và thậm chí là phải có mối quan hệ tốt với đạo diễn mới được đóng cái vai đó. Quá là cảm kích sự đầu tư của thầy Quốc Đại cho cái tiết mục này. Trời ơi, gì đâu mà đồ quá là đẹp đi. Đồ của con cũng đẹp nữa rồi, con phải đeo mấy cái này để mà con diễn. Quá nhiều thứ trong tiết mục của con mà con nhớ hết. Một em bé 5 tuổi như con như vậy rất là đáng hoan nghênh. Rồi còn cái ông khỉ này nè, quá lâu rồi mình mới được xem lại cái nhân vật Tôn Ngộ Không, đúng không các bạn? Mà ngày xưa Tôn Ngộ Không là cả một tuổi thơ của Đoan Trang và của tất cả rất là nhiều các bạn ở đây, đúng không? Mà bạn ơi, nãy giờ bạn cho Trang thấy là đây là một Tôn Ngộ Không giống như thuê từ cái ngày xưa năm 80 mấy của mình đi tới đây, từ cái tay của ổng gì gì đó mà lại nói tiếng Việt. Trời ơi, cho tôi ôm ông cái đi ông ơi. Rồi Bồ Tát nữa, ra cái dáng vẻ của Bồ Tát rất đẹp, giọng nói rất hay. Đó, đi nha. Chụp tấm hình đi về. Bài hát này, dĩ nhiên con là một em bé 5 tuổi. Câu 1 con hát chính xác, câu 2 là con hơi lạng lạng, câu 3 là con lại lấy lại, cái kiểu như vậy. Nhưng cô vô cùng là bất ngờ khi mà con vô cái phần hơ 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 của con. Đúng rồi. Quá chính xác luôn, bởi vì con kiểm soát được, con rất là thông minh. Con hiểu là tới đó là mình phải đẩy lên như thế nào và phải làm tốt cái vai trò của mình ở chỗ đó khi thầy dạy mình. Bây giờ mình phải nhớ làm tốt. Cho nên là cô phải nói là cô rất là khâm phục bé Hồng Uyên, cộng với tất cả những điều trang phục rồi dàn dựng vũ đoàn, tất cả mọi thứ trên sân khấu ngày hôm nay. Xin một lần nữa chúc mừng tiết mục của con. Và con ơi, thầy cảm ơn con rất nhiều. Thật sự là khi mà lần đầu tiên con được tiếp xúc với bộ đồ là con khóc luôn. Thầy ơi, ngứa quá thầy ơi. Mặc mấy cái này thầy ngứa. Thầy ơi, ngứa quá, thôi không mặc được không, không khó mặc chịu được lắm. Không đấy, không mặc rồi không thi là rớt à. Nhưng mà nhắc cái thi là cái ý thức về cái công việc của mình là con lấy trở lại. Thế giờ làm gì lại hù là nó không cho thi nữa là con làm hết. Dạ. Lúc mà vừa hết tiết mục này á, là nhìn thấy thầy Quốc Đại và muốn gục xuống luôn. Tại vì thực sự là nếu mà để mà tập cho một bạn nhỏ xíu như vậy, trời ơi, Hồng Uyên mới có 5 tuổi à. Thầy Đại phải đặt rất là nhiều tâm huyết, cho nên khi mà con hoàn thành tiết mục rồi là thật là thầy giống như là kiểu muốn cũng coi như là rớt tim ra ngoài nãy giờ luôn á. Nên là cô Ốc hiểu được điều đó. Vì khá là nhiều lý do. Vì cô thương con quá à, tại con nhỏ xíu à. Cái câu chuyện này thì nó đã quá quen thuộc nhưng mà được làm với một màu sắc khác, rồi lại lồng ghép vào trên nền nhạc của một bài hát rất là hot. Cá nhân cô Ốc là rất là thích cái giai điệu của bài hát này, nó len lỏi vào trong lòng của mình, nó để lại trong mình rất là nhiều những cảm xúc khác nhau. Và hôm nay với cái lời bài hát lại là về việc người con đã giác ngộ và phải xa cha mẹ, tự nhiên cô thấy rất là thương. Cô nghĩ rằng là các em bé nếu mà phải xa cha mẹ dù chỉ một đêm thôi là đã rất là nhớ cha mẹ rồi. Nên là cô cảm nhận được điều đó và cô thấy Hồng Uyên con tập trung lắm, con cố gắng và con đã làm rất là tốt. Cô thật sự là cô có ngạc nhiên, tại vì ở tuổi lên 5 á, để làm được như vậy khó lắm, nhiều thứ quá à. Mà nói chung là mình đã có một tiết mục cô nghĩ là rất là đáng nhớ, rất đáng nhớ. Cảm ơn cô Ốc. Hồng Uyên, bây giờ con qua đây, qua đây đứng với Tiêu Duy nè. Bây giờ con gửi lời cảm ơn gì đến với các cô chú diễn viên bữa nay hỗ trợ cho mình, cũng như là các cô chú của Vũ đoàn Phương Việt. Con gửi lời cảm ơn sao, con nói cho mọi người nè. Cảm ơn các cô chú. Cảm ơn sao? Đã gì? Ừ. Đã giúp con gì? Đã giúp con. Con gì? Hết luôn rồi hả con? Không biết. Ta mới có 5 tuổi à. Lần trước cũng vậy hả? Mấy bữa nay cô chú tập với con nhiều không? Dạ, hơi nhiều. Hơi nhiều. Hơi nhiều thôi. Mấy cô chú có la con không? Cảm ơn cô chú lại hôn mọi người cái. Rồi thôi, bây giờ con lại con cảm ơn các cô chú, con khoanh tay con cảm ơn đi ha. Cảm ơn các cô chú. Hồng Uyên ơi, như vậy thì chú Duy chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ mình sẽ vào trong và chờ đợi kết quả chung cuộc nha. Một lần nữa chúc mừng con. Thank you.
từ trong buồn đau tỏa hương sắc nghi sen từ nơi thẳm sâu tận trong trái tim người Việt. À ơi trái tim người Việt thoáng hương thanh khiết em từ trong miền thơ nhẹ nâng gót sen em ta áo mộng mơ ôm ấp tấm thân ngọc ngà. À ơi tấm thân lụa là mong manh thanh khiết mang hương thơm đây cho đời em tinh khôi giữa mây trời thanh cao mơ màng tựa dáng ai mang yêu thương đây cho đời và em kiêu hãnh giữa muôn người có phải em hay là sẽ trong buồn nâu tỏa hương sắc y sen từ nơi thẳm sâu tận trong trái tim người Việt. Ha, ha. Mang hương thơm này cho đời em tinh khôi giữa mây trời thanh cao mơ màng tự dáng ai mang yêu thương này cho đời và em kêu hãnh giữa thân quen chạm vào tim ai tâm sen hay là tâm em giữa đêm đen vẫn tỏa lan hương thơm ngát mang yêu thương này cho đời em tinh khôi giữa mây trời thanh cao mơ màng tựa dáng ai mang yêu thương này cho đời và em kêu hãnh giữa muôn người có phải em hay là sen. Đẹp quá, Vũ xin đoàn chúc mừng ơi. Cho bé Giang Nghi và xin cảm ơn các phụ công của Vũ đoàn Phương Việt. Và bây giờ chúng ta lắng nghe nhận xét từ ban giám khảo nha. Dạ mời cô. Em nhìn cũng coi trưởng, em nói thiệt, ngay góc này em nhìn xuống em thấy được cái bộ nữ trang không, em không thấy cái mặt của cổ. Con thấy cái bộ nữ trang của cô đẹp không? Dạ rất là lấp lánh. Đó thấy không, con nít không có nói dối đâu nha cô, lấp lánh lắm luôn. Bé cảm nói, ơn con. Trang ơi Trang, bé nó lấp lánh thôi nha chứ không khen đẹp nha. Lấp lánh là đủ rồi, tại vì tiêu chí của cô ngày hôm nay tới đây cũng là để tỏa sáng kẻ mấy đứa con, cho nên như thế là tỏa sáng rồi phải không mấy đứa. Cái bài của con vừa rồi phải nói là quá đẹp. Cô muốn tất cả mọi người hoan nghênh con một lần nữa, bé Nghi. Cảm ơn cô. Và tiết mục sen cũng cho thấy là con rất là đa dạng trong cái phong cách âm nhạc của cá nhân con. Và thầy Quốc Đại cũng như hôm nay có sự hỗ trợ của cô Vân Trang làm cho con càng đẹp hơn trong mắt của khán giả với cái tiết mục này. Về sự dàn dựng là tiết mục và có vũ đoàn Phương Việt là trang phục rồi cái nền backdrop toàn là sen rồi trên sân khấu tất cả mọi thứ hiện lên cái màu hồng rất là đẹp, tôn lên cái vẻ đẹp của con ngày hôm nay. Nhưng mà đồng thời cái nội lực ở trong con
nó cộng hưởng thêm với cái vẻ đẹp bên ngoài. Con hát mấy cái nốt cao rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Thêm một cái nữa cô khen con, cái bản lĩnh của con, nhất là cái đoạn mà khi con xuống dưới rồi, rồi con tự bước lên trên cái bục kia, ba cái bậc tam cấp đó rất là cao, mà con còn có cái váy dài, con bình tĩnh con đi lên và con hát cái đoạn phiêu ba cái nốt rất là cao ở giữa bài, thì làm cho cô thấy là con có một cái phong thái của một người nghệ sĩ thật sự. Cô chúc mừng con ngày hôm nay. Con cảm ơn cô. Những mỹ từ đã dành cho con nãy giờ rồi, và mọi người đều cảm giác được rằng là đây là một tiết mục quá đẹp. Cô có một chút lo lắng cho con ở cái phần đầu tiên, tại vì thực sự là cô không có nghe được cái phần đó, cái âm sắc nó có thể nó không quá phù hợp với giọng của con. Nhưng mà ở đoạn sau thì con đã lấy lại hết tất cả những gì mà người ta đang mong muốn thấy ở bé Gia Nghi. Và cô thực sự thấy cái thần thái của con. Cô nghĩ rằng một bạn ở độ tuổi của con để mà làm chủ sân khấu, để biểu diễn được bài hát này thực sự rất khó. Tại vì phải có cái bên trong, đó là sự tinh tế mới có thể hát và có cái thần thái thể hiện ra bên ngoài như vậy. Cô nhớ ở cái đoạn mà lúc mà nhạc chuyển, để mà chuyển sang cái khúc mà nó cao mạnh hơn, nó mạnh hơn á. Đúng rồi, cao để trào. Mạnh hơn á. Lúc mà các cô vũ công tháo chiếc áo màu lá sen của con ra, và con có cái ánh mắt sắc hơn, nhưng mà nó không phải là cái sắc lẹm theo kiểu quá dữ dội, mà nó là cái điều cần phải có ở một cái đoạn chuyển như vậy. Nếu mình thiếu điều đó thì có thể là khán giả người ta sẽ không có tập trung vào mình nhiều, bởi vì trên sân khấu là tất cả các cô vũ công đều quá đẹp. Và điều đáng khen nữa là ở bé Gia Nghi vẫn có cái sự hồn nhiên của một em bé, và làm cho thầy cô ở đây cảm thấy rất là vui khi được nhìn thấy tài năng của các con tỏa sáng một cách thật là đẹp đẽ, một cách thật là lung linh, nhưng cũng thật là hồn nhiên như vậy. Chúc mừng Gia Nghi. Một lần nữa cảm ơn Gia Nghi với tiết mục Sen. Chiều Cà Mau dù màu tươi thắm, công tươi cực lắm, mưa nắng dài dầu, chiều này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỏi đi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ tôi không có bán chiếu, tôi mừng cuộn. Tôi không ai, tôi hát có hay không? Hay! Vỗ tay! Để tôi nói nhỏ cho nghe. Hồi nãy á, cô qua bánh bèo, cô chèo xuồng đi ngang, tôi tính hò ghẹo cổ, mà ai ngờ tôi hò xong tới tôi tới đây luôn, cái cổ cái đau tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà bà con thấy quê hương miền Tây của tôi như thế nào? Để em xong với tôi giới thiệu một chút nha. Ủa anh bốn ta không chịu về đi mà ngộn. Ủa chị ai giống chị vậy? Miền Tây quê tôi ai về ai nhớ ai thương, chùa qua Long An cho đạo lúa một trường, tiền giang mỹ tho cái bè gọt bọc tân phương, cặp biểu tay câu đường về bến tre gần hơn, đường đi không còn những chuyến pha xưa, xe ta
chợt nghe hân hò mùng hà lơ chơ choa tận tay kẻ vẫn mày lang thang tìm bạn đời không rõ ràng để cùng nhau to câu chuyện nàng mưa trời già ta trong trời phiêu lãng cuối trời đời bọn bè phù du kiếp người chiều qua quý vị, đó là bé Nghiên Lan cùng vũ đoàn ABC Kids. Cảm ơn các con. Ôi ôi, dễ thương quá. Tự nhiên thấy con diễn tiết mục này xong nha, chú Nghĩa muốn đi biển dễ sợ luôn vậy đó. Mà phải nói là Bảo cũng rất là hay nha Bảo. Em chọn mấy cái bé mà hỗ trợ cho bé Nghiên Lan giống em dễ sợ luôn vậy đó. Biết giống chỗ nào biết không? Trời ơi, ra tới nó đưa cái bụng quá rồi bụng lắc. Tới nó mở rung bạc 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 vậy nè. Sao em không ra, em múa em nhảy chung với bé luôn, cổ vũ tinh thần cho bé. Thôi em mở quá, em bớt bớt lại anh ơi. Dễ thương quá phải không quý vị? Không biết mấy cô chú giám khảo nghĩ sao đây. Mời mời chú Thanh Bạch trước nha. Con hát và múa động tác đi đôi với nhau rất là tuyệt vời. Chúc mừng Nghiên Lan. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Còn chú Quang Lê thì sao? Chú Lê nghe con hát xong chú Lê có muốn đi biển không? Quá tuyệt vời. Phải nói là chú đang ngồi đây, chú mặc áo này nó nóng nực lắm. Tại vì cái tạng người của chú nó cũng giống chú Bảo đây nè. Chú Lê muốn thay đồ giống như mấy bé hồi nãy ra múa bụng. Thích lắm, thích lắm. Khen thì về hình thể và cái yếu tố trình diễn là chú khen. Nhưng mà về cái kỹ thuật bài hát thì chú chưa khen, không phải chú chê. Tại vì con có cái yếu tố sân khấu tuyệt vời quá, cho nên con lại lấp đi những cái khuyết điểm nho nhỏ mà con có trong khi con ca. Cho nên bù qua sức lại, chú vẫn thích tiết mục của con. Cảm ơn chú Hoàng Lê. Chúc mừng con nha. Rồi bây giờ chạy vô rủ mấy bạn đi tắm biển liền cho chú. Đi. Bi, bài kiểm tra văn hồi nãy bạn được nhiêu điểm? Thì điểm của tôi rất là khiêm tốn, chỉ suốt ngày được 8 điểm mà thôi. Tôi cũng được 7 điểm rưỡi chứ bọn. Ồ thế à. Ê nhìn kìa. Đi 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 đi. Ê Wendy, bạn được nhiêu điểm? 1 điểm. Kìa, hai đứa đang làm gì đó? Dạ, tụi em lỡ tay. Đưa đây cho cô. Tại sao em lại giật tập của bạn như vậy? Mai mốt không được làm như vậy nữa nha chưa? Dạ. Đi vô quỳ gói hết cho cô. Wendy, em nghe con hỏi nè, sao bài văn tả với người cha vừa rồi em không làm được gì hết vậy? Dạ thưa cô, từ hồi đó tới giờ em chỉ sống với mẹ không à, cho nên em đâu có biết cha của mình như thế nào mà tả được bài văn đâu cô ơi. Con xin lỗi em, nhưng mà em cũng phải... Ơ kìa, đó, em nhìn đi, đó cũng là hình ảnh của một người cha đó. Em quan sát cho thiệt là kỹ, rồi cô tin rằng em sẽ làm được bài văn tả với người cha. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Con nhớ xưa
học lễ, học là học văn. Ngồi suốt đêm thâu, những lần cùng hồn con đau. Thương mẹ thương con, nhưng nghĩa là lẽ sống. Vừa rồi là tiết mục nhạc cảnh công cha nghĩa nặng với phần dự thi của bé Wendy. Cảm ơn tất cả các con trong lớp của thầy giáo Hữu Quốc và diễn viên Hoàng Phi trong vai người cha. Cảm ơn các con nha. Và mời giám khảo Thanh Bạch. Ở đây cái yếu tố kết hợp và yếu tố thời gian đã được rút ngắn lại nhất để người cha đưa con đi học rồi con tốt nghiệp và nó được cách điệu bằng năm tháng. Nhưng tất cả điều này sân khấu cho phép và được chấp nhận. Chúc chúc mừng. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Mời Quang Lê. Chú nghe con hát là chú biết con nghe bài hát này từ ca sĩ nào rồi. Bây giờ chú đoán con có đúng không nha. Có phải con nghe từ cô Hương Lan không? Dạ. Tại cái bài này là bài của nhạc sĩ Tiến Luân mà chú rất là mê. Chú nghe cô Hương Lan. Tại vì chú cũng không có ba, chú rất là xúc động lắm. Có mấy cái nốt này chú thích là cha là vầng thái dương dạy cho con. Cái chữ cho con đó là chỉ có của Hương Lan thôi. Tiết mục của con là một trong những tiết mục mà chú đang rất là thích. Cảm ơn con. Cảm ơn giám khảo Quang Lê và chúc mừng con gái Wendy. Bước chân nhỏ bé ông thổ về đâu trong đêm vắng tay, ngón tay gầy héo khô lạnh để những yêu thương ước mơ được sống bên mẹ, được trong vòng tay với tiếng cười nói mẹ hiền, hạnh phúc đơn sơ và em mơ mơ giấc mơ một gia đình yêu thương, và em mơ mơ giấc mơ cánh tay mẹ, buồn là dù sao thiết tha khao khát từng đêm những bước trăng xa nhỏ nhoi đang lạnh thầm bước trong đêm, và tôi luôn mơ mơ về mọi nơi xa xôi nơi bé thơ lúc xanh trong tiếng cười, và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng lên nơi thế gian lúc ngập tràn yên bình, và tôi luôn mơ mơ về mọi nơi xa xôi nơi bé thơ lúc xanh trong tiếng cười, và tôi luôn mơ mơ một ngày tiếng cười, và tôi luôn mơ mà một ngày mai nắng lên
là bé Bảo Hân, vũ đoàn ABC Kids và nhóm bè Cadillac. Cảm ơn tất cả các bạn. Trời ơi, một cô bé nhỏ xíu như cây kẹo như thế này thôi mà cái giọng hát mạnh, đầy nội lực. Các vị giám khảo chắc hẳn là rất thích tiết mục này đúng không ạ? Mời cô Thanh Hằng. Trời ơi, cô nói chỉ có một tiếng khen thôi à. Khen hay quá à. Chúc mừng con á. Cảm ơn lời. Hồi nãy giờ là từ đầu chương trình tới giờ mà chú coi là nó về tiết mục đơn ca, nó mà phong độ là chú thích con. Hồi nãy con có thấy không, lúc con đang hát là chú Quang Lê vừa. Kính chào ban giám khảo, quý vị khán giả và tất cả các bạn. Lời đầu tiên cho con được gửi đến quý vị là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Con tên là Hồng Ân. Đến với phần dự thi hôm nay, con xin trình bày một ca khúc được mang tên Hò Ren Lên Gãy. Quý vị khán giả hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho em bé Hò Ren đi nào. Dạ, con cảm ơn rất nhiều. Cô chú chờ con một chút, con nói cái này với chú âm thanh rồi con hãy thi nha. Chú ơi chú, con hát bài này có một đoạn đầu, con hát không có nhạc. Chú canh chừng nào mà con gần dứt lời á, chú hãy mở nhạc, chú đừng mở quá sớm hay là quá trễ nha chú. Con cảm ơn chú. Chỉ một cái thôi. Ngon quá thưa quý vị. Trời ơi, đáng yêu dễ thương quá đi. Nãy nghe con hát cái gì mà có gì bù lon gì đó. Hát câu gì con hát lại được không? Chị đi ra về Roberti. Chị đi ra la 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 la. Chị đi ra về Roberti. Chị đi ra la 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 la. Quý vị nghe quý vị có hiểu gì không? Tiếng dân tộc. Người ta tiếng ED mà. Đó, trời. Không có hiểu gì hết trơn trời á. Con hiểu không? Dạ con cũng không hiểu. Quá đáng yêu thôi quý vị. Đúng là lớp tài năng nhí. Có thể là bé phát âm chưa có chuẩn, nhưng mà cái phần trình diễn hết sức tuyệt vời. Mời giám khảo Thanh Bạch. Nãy giám khảo Thanh Bạch là thấy cuồng nhiệt nhất với tiết mục của con á. Con thích hát nhạc êm dịu hay là thích hát nhạc có nhảy múa? Dạ đủ thể loại. Trời ơi! Thấy chưa? Vậy là con hơn chú rồi đó. Con thích hát nhạc Việt Nam hay nhạc nước ngoài? Dạ, nhạc gì cũng được. Thấy chưa? Thế hệ mới vậy đó. Chú Quang Lê cũng có hát tiếng Anh đó con. Chú hát bài Việt Nam mà tiếng Anh. Con hát một bài tiếng Anh hoài. Con hát luôn. Thử coi. Hát luôn lên đâu. In your eyes, sitting silent by my side, going on holding hand. What have you the night? Hold me up, hold me tight, lift me up to the sky. Treat
Thôi giấu lại đi con. Còn nữa, nếu mà con mà vô vòng trong con phải làm nhiều, bây giờ mình phải giấu bớt. Giấu nghề, giấu nghề con ha. Giấu bớt. Bây giờ mình để lộ ra hết của. Con ước mơ sau này lớn lên con làm vũ công, làm diễn viên hài, ca sĩ hay là phi công? Dạ ca sĩ. Ca sĩ. Trời ơi, ca sĩ. Mãi luôn trẻ cho thấy hề mai sao. Trời ơi, cái tập này là mãi lưu truyền hay sao đây? Cái cặp sóng thần này nha, con cầu thần chú đó nha. Đúng rồi. Tính dựng dòng sao cho mấy đứa nhỏ nó ca câu đó, mấy người này ca riết thôi hết dám dựng luôn rồi. Hồi nãy chú thấy con á, ngoài tài năng ca hát nhảy múa ra nha, còn có khả năng làm MC nữa đó. Ừ, giờ con thay chú giới thiệu tiết mục tiếp theo được không? Làm luôn nghe. Giới thiệu tiết mục tiếp theo để chú nói nhỏ cho con nghe xem con nói với mọi người nha. Kính thưa quý vị khán giả, tiết mục tiếp theo của hai chị Bích Châu và Bảo Châu, tiết mục nhảy múa. Một tràng pháo tay thật to.